À, các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An, trước khi um, tìm hiểu qua bài mới, cô sẽ uh, có hai câu hỏi kiểm tra bài cũ của các em xem các em còn uh, nhớ bài hay không nha Câu hỏi thứ nhất, à, em hãy cho biết cơ cấu dân số nước ta bao gồm những nhóm tuổi nào và câu hỏi thứ hai là những người thuộc nhóm tuổi nào chính là nguồn lao động uh, của nước ta. À, cơ cấu dân số nước ta bao gồm mấy nhóm tuổi các em? Bao gồm 3 nhóm tuổi. Nhóm tuổi thứ nhất là từ 0 đến 14 tuổi, nhóm tuổi thứ hai là từ 15 đến 59 tuổi và nhóm tuổi thứ ba là à trên 60 tuổi. À như vậy những cái người à mà thuộc nhóm tuổi từ 15 đến 59 tuổi đó chính là nguồn lao động của nước ta. Vậy thì cái nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi đó là nhóm tuổi trẻ em dưới lao động, còn nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên chúng ta gọi là nhóm tuổi ngoài lao động hay có nói cách khác đó là những người già và đó chính là hai cái nhóm tuổi phụ thuộc vào nhóm từ 15 đến 59 tuổi đó chính là nhóm tuổi lao động vậy thì cái nguồn lao động của nước ta đã sử dụng hết hay chưa À, và vì sao thì để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay đó là bài 4 Lao động và việc làm, chất lượng cuộc sống. À, ở bài này chúng ta có ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là nguồn lao động và sử dụng lao động. Nội dung thứ hai đó là vấn đề việc làm. Nội dung thứ ba đó là chất lượng cuộc sống. Và như vậy chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nội dung một. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất đó là nguồn lao động và sử dụng lao động. À, phần một nhỏ là nguồn lao động. À, dựa vào vốn hiểu biết của bản thân, à, các em hãy à, nêu những cái đặc điểm à, về à, nguồn lao động của nước ta, những cái mặt ưu điểm và mặt hạn chế của nguồn lao động ở nước ta cả nè. À, đây cũng là kiến thức mà chúng ta đã học qua ở bài số 2 rồi, chúng ta có thể trả lời được những cái ưu điểm của nguồn lao động nước ta nè. À, nước ta có nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh bình quân mỗi năm nước ta có thêm hơn một triệu người lao động đây là kiến thức mới vừa học ở bài 2 ha và nguồn lao động ở Việt Nam có cái lợi thế đó là rất năng động có nhiều kinh nghiệm sản xuất cần cù khéo tay chăm chỉ À, luôn sáng tạo và có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật chất lượng nguồn lao động của nước ta ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên bên cạnh những cái ưu điểm đó thì nước ta còn có một số những à, hạn chế à, về nguồn lao động như sau. À, các em quan sát hai cái biểu đồ. Đây là biểu đồ cơ cấu lực lượng lao động phân theo ngành thành thị và nông thôn và theo đào tạo của nước ta năm 2017 và chúng ta quan sát cái biểu đồ thứ nhất bên tay trái nè à, từ cái biểu đồ thứ nhất này chúng ta sẽ um, nhận xét cái cơ cấu lực lượng lao động của nước ta giữa thành thị và nông thôn và giải thích nguyên nhân vì sao à, các em thấy cái biểu đồ này có hai màu sắc một là màu xanh lá đó là, là lực lượng lao động ở vùng nông thôn còn màu à, tím đó là lực lượng lao động à, thành thị như vậy qua cái biểu đồ này thì chúng ta thấy là cái lực lượng à, lao động nông thôn chiếm diện tích lớn à, chiếm đến 67,8%, trong khi đó thành thị chỉ có 32,2% thôi. Như vậy từ cái biểu đồ này chúng ta rút ra một cái nhận xét là... À, cái nguồn lao động nước ta phần lớn là tập trung ở vùng nông thôn và vì sao cái nguồn lao động của nước ta phần lớn là tập trung ở vùng nông thôn thì các em biết tính chất đặc thù của nền kinh tế việt nam đó là nền nông nghiệp lúa nước à và cái quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra chậm à, do đó là cái lực lượng lao động của nước ta phần lớn là tập trung ở vùng nông thôn bây giờ chúng ta qua cái biểu đồ thứ hai đó là cái biểu đồ về um, cơ cấu lực lượng lao động theo đào tạo ở nước ta năm 2017 thì ở biểu đồ này chúng ta cũng thấy có hai màu sắc là màu cam và màu vàng màu vàng là uh, lực lượng lao động qua đào tạo chiếm 21,7% còn không qua đào tạo thì uh, chiếm 78,3% như vậy từ cái biểu đồ thứ hai này chúng ta có nhận xét gì về cái chất lượng nguồn lao động của nước ta kem chất lượng nguồn lao động của nước ta còn thấp, phần lớn lao động là chưa qua đào tạo nghề, cái số người qua đào tạo như khi nãy cô nói chỉ chiếm có 21,7% thôi, còn không qua đào tạo đến 78,3%, à người lao động à, của Việt Nam à, còn có những cái mặt hạn chế về mặt thể lực cũng như trình độ chuyên môn, tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật thấp phản ánh năng suất lao động còn thấp. Bên cạnh đó, nguồn lao động Việt Nam còn có những cái mặt hạn chế đó là tác phong công nghiệp, kỹ thuật lao động chưa cao, khả năng làm việc độc lập còn yếu, đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật lành nghề còn thiếu và yếu. À, như vậy thì theo em à, để nâng cao chất lượng nguồn lao động thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp nào nè? Chúng ta lưu ý từ cái biểu đồ trên chúng ta rút ra được hai cái nhận xét chính đó là nguồn lao động ở nước ta phần lớn là phân bố ở nông thôn nè và nguồn lao động nước ta là có cái chất lượng còn thấp chưa qua đào tạo thì chiếm cái tỷ lệ cao nè như vậy từ cái hai cái nhận xét trên chúng ta đưa ra những cái giải pháp lên nè giải pháp thứ nhất đó là gì tăng cường đầu tư giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. À, cái à, giải pháp thứ hai là đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề và đặc biệt là à, phát triển nhiều ngành nghề ở à, vùng nông thôn, à, tạo công ăn à, việc làm cho người dân ở vùng nông thôn. À, cái à, giải pháp thứ ba là đẩy mạnh liên kết các với nước ngoài để đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cao và giải pháp thứ tư đó là đẩy mạnh hợp tác lao động với nước ngoài và bên cạnh đó cái giải pháp kế tiếp đó là chế độ tiền lương hợp lý cho người lao động đó chính là một trong những cái giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn lao động bây giờ chúng ta tìm hiểu phần thứ hai ở đó là vấn đề sử dụng lao động ở nước ta mời các em quan sát một cái bảng số liệu bản số liệu này là số lượng cơ cấu và cơ cấu sử dụng lao động phân theo ngành của nước ta từ năm 2005 2015 cho đến 2017 đầu tiên chúng ta nhận xét về cái số lao động đang làm việc ở nước ta này. À, các em quan sát năm 2005 là 42,8 nè rồi qua đến năm 2015 và qua à, 2017 thì chúng ta thấy số liệu này có thay đổi hay không các em có thay đổi và thay đổi theo chiều hướng là tăng dần à rồi bây giờ chúng ta sẽ nhận xét tiếp cái phần cơ cấu à, lao động phân theo à, ngành kinh tế ở nước ta nè trong ngành à, hoạt động kinh tế thì có ba nhóm ngành đó là nhóm nông lâm ngư nghiệp là nhóm à, công nghiệp xây dựng và nhóm dịch vụ nè thì chúng ta xem số liệu à, trong cái nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp thì các em thấy có thay đổi hay không các em có thay đổi và thay đổi theo chiều hướng như thế nào giảm dần rồi chúng ta um, sẽ nhận xét tiếp cái nhóm ngành thứ hai đó là nhóm ngành công nghiệp và xây dựng. Các cái số liệu nè từ 18,2 22,8 đến 25,8 thì chúng ta thấy cái số liệu này tăng dần qua các năm và chúng ta nhận xét tiếp cái uh, nhóm ngành kế tiếp đó là ngành dịch vụ thì chúng ta thấy nhóm ngành dịch vụ cũng uh, có cái tỷ lệ là tăng dần qua các năm. Như vậy thì từ cái bảng số liệu này uh, chúng ta sẽ rút ra hai cái nhận xét chính. Cái nhận xét thứ nhất là uh, số dân lao động có việc làm ở nước ta ngày càng tăng và cơ cấu uh, lao động cơ cấu sử dụng lao động của nước ta đang có sự thay đổi dần theo hướng tích cực và tỷ lệ lao động trong nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp giảm, tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng. Để làm rõ thêm bản số liệu đó thì chúng ta sẽ quan sát tiếp một cái biểu đồ uh, cơ cấu sử dụng lao động phân theo ngành của nước ta năm 2005 và năm 2017 ở hai cái biểu đồ này thì chúng ta thấy mỗi một biểu đồ nó có ba màu sắc màu vàng là thể hiện cái uh, cái nguồn lao động uh, của nước ta trong cái uh, hoạt động năm long ngư nghiệp còn uh, màu hồng đó là uh, nhóm lao động ở hoạt động công nghiệp xây dựng và màu xanh còn lại màu xanh dương còn lại đó là cái nguồn lao động à, làm việc trong cái hoạt động dịch vụ. thì như vậy bây giờ chúng ta à, nhận xét đầu tiên là chúng ta nhận xét từ năm 2005 đến năm 2017 nè, thì chúng ta thấy cơ cấu sử dụng lao động nước ta có sự thay đổi và sự thay đổi như thế nào? chúng ta thấy cái miền màu vàng này nè là nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp chúng ta à, thấy à, như thế nào? có sự thay đổi theo chiều hướng giảm dần và giảm từ 57,3 xuống còn 40,2 tức là giảm 17,1% và tiếp tục nhóm ngành thứ hai thì chúng ta xem nhóm ngành thứ hai nè, nhóm ngành thứ hai thì chúng ta thấy có số liệu tăng ha và tăng bao nhiêu thì chúng ta xem từ 18,2 tăng lên 25,8 như vậy là tăng 7,6% và nhóm ngành kế tiếp đó là nhóm ngành dịch vụ thì chúng ta thấy cái số liệu ở đây từ 24,5 tăng lên 34,0 như vậy là nhóm ngành dịch vụ tăng 9,5%. Như vậy các em giải thích dùm cho cô xem là vì sao lại có sự thay đổi như vậy? Vì sao lại um, có sự thay đổi là cái nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp thì giảm tỷ trọng còn công nghiệp và xây uh, xây dựng và dịch vụ lại tăng? đó là do quá trình công nghiệp nước ta đang tiến hành công nghiệp quá hiện đại quá đất nước các hoạt động công nghiệp và dịch vụ ngày càng phát triển thu hút người lao động như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung thứ nhất đó là nguồn lao động và sử dụng lao động ở nước ta các em mà ghi cái phần nội dung bài vào nhé tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái nội dung thứ hai trong bài đó là cái vấn đề việc làm ở nước ta à, cô và các em sẽ cùng nhau giải đáp câu hỏi là tại sao nói vấn đề việc làm đang là vấn đề à, xã hội gây gắt ở nước ta như chúng ta biết, à, nguồn lao động ở nước ta à, rất là dồi dào trong khi nền kinh tế nước ta chưa phát triển mạnh đã tạo nên một cái sức ép lớn đến về việc làm. Tình trạng thiếu việc làm ở vùng nông thôn và thất nghiệp ở thành thị khá phổ biến. À, ở vùng nông thôn thì do đặc điểm mùa vụ à, của sản xuất nông nghiệp á, và sự phát triển của các ngành nghề ở vùng nông thôn còn hạn chế nên cái tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn được xem là cái nét đặc trưng của khu vực này à, và ở khu vực thành thị thì tỷ lệ thất nghiệp cũng tương đối cao. À, chúng ta xem um, những cái số liệu thống kê nè à, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của Việt Nam năm 2019 là 2,17% trong khi đó khu vực thành thị là 3,11% khu vực nông thôn là 1,69% à, đến năm 2020 thì à, cái tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở nước ta là 2,48% như vậy nếu so với năm 2019 thì chúng ta thấy là cái con số có sự tăng à là tăng từ 2,17 lên 2,48 như vậy là tăng 0,31% so với năm 1919 và cái tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở khu vực thành thị chúng ta so sánh năm 19 năm 2019 và năm 2020 thì chúng ta thấy cũng tăng và tăng là 0,77% so với năm 2019 như vậy thì chúng ta thấy số người thiếu việc làm cao và cái số người thất nghiệp đông như vậy mỗi năm nước ta lại có thêm hơn một triệu lao động à, như vậy thì chúng ta thấy cái vấn đề thiếu việc làm sẽ gây nên nhiều vấn đề phức tạp cho xã hội vậy thì theo em để giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta thì em cần phải có những cái giải pháp nào nè để giải quyết vấn đề việc làm thì chúng ta cần thực hiện những cái giải pháp sau đây thứ nhất là phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng. À, thứ hai đó là thực hiện chính sách dân số Kế hoạch quá gia đình Để nhằm làm giảm cái sức ép dân số à, Đối với à, xã hội, kinh tế Cũng như là tài nguyên và môi trường Thứ ba là đa dạng hóa Các hoạt động nông nghiệp ở vùng nông thôn Khi nãy cô có nói là vùng nông thôn à, Do tính chất à, đặc thù à, Của nơi đây là à, Sản xuất phụ thuộc vào Theo thời vụ à, Nên à, cái Cái à, thời gian mà đất nghỉ ngơi khá dài khoảng 3 tháng trong một năm thì người dân ở vùng nông thôn cũng sẽ nghỉ ngơi và thất nghiệp cũng khoảng 3 tháng trong năm và ở vùng nông thôn thì chúng ta thấy là cái ngành nghề cũng hạn chế hơn so với thành thị nên là cái để giải quyết cái vấn đề việc làm ở vùng nông thôn thì nên đa dạng hóa các hoạt động kinh tế để người dân nơi đây có thêm việc làm hạn chế cái vấn đề thiếu việc làm ở khu vực này cái giải pháp thứ tư đó là phát triển công nghiệp dịch vụ ở các đô thị và cái giải pháp thứ năm là đa dạng hóa các loại hình đào tạo đẩy mạnh công tác hướng nghiệp dạy nghề giới thiệu việc làm và xuất khẩu à, lao động à, giải pháp kế tiếp đó là tăng cường hợp tác liên kết để thu hút nước ngoài mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu ở đây à, tại sao nước ta phải thực hiện chính sách phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng các em ở bài số à, 3, chúng ta cũng đã tìm hiểu qua thì chúng ta biết là à, dân cư nước ta phân bố không đồng đều giữa các vùng à, và sự phân bố dân cư cũng như là sự phân bố lực lượng lao động của nước ta à, không đồng đều giữa các vùng nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là à, có nơi thừa nơi thiếu lao động à, và À, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến việc khai thác cũng như là sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên à, của các vùng. À, bây giờ chúng ta quan sát một cái à, bản đồ. Đầu tiên thì các em mà quan sát cái à, cái góc bên phải của cái bản đồ này nè. À, đây là cái số người À, số lao động xuất khẩu à, qua nước ngoài qua các năm đó năm 2010 nè là 85.546 người năm 2011 là 88.200 à 98 người, năm 2012 là 80.320 người, đến năm 2013 là 88.155 người và năm 2014 là 106.840 người. Như vậy thì chúng ta thấy qua các năm thì cái số cái số lực lượng lao động của nước ta xuất khẩu à qua nước ngoài là mỗi năm mỗi tăng có nghĩa là cái nguồn lao động nước ta à, có việc làm càng ngày à, càng nhiều à, và cái nguồn lao động của Việt Nam chúng ta thường à, là xuất khẩu à, sang à, những cái châu lục nào chủ yếu là châu Á nè, à, chủ yếu là châu Á mà tiêu biểu là qua những nước nào à, đầu tiên chúng ta nhìn cái màu sắc nè. À thứ nhất là qua Đài Loan. Đài Loan là khoảng 62.124 người. À, kế đến đó là Nhật Bản à, Nhật Bản là nước ở khu vực Đông Á nè à, là 19.766 người à, và cái nước kế tiếp nữa đó là à, Hàn Quốc Hàn Quốc là 7.242 người à, và tiếp theo đó là Malaysia Malaysia màu xanh nè là 5.139 người à, và ngoài các nước ra thì à, Liên bang Nga nằm phía bắc của châu Á nè là 2.718 người và kế đến đó là Macau, Macau là 2.516 người. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái nguồn lao động của Việt Nam còn xuất khẩu qua châu Phi nữa, cũng như là khu vực Trung Đông. Với cái khu vực Trung Đông là khoảng 6.452 người và ở khu vực Nam Phi là 4.299 người. À, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phần à, à, cái vấn đề việc làm ở à, nước ta cũng như là à, những cái giải pháp để à, giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta. Chúng ta ghi nội dung phần thứ hai vào trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung thứ ba đó là chất lượng cuộc sống. À dựa vào nội dung trong sách giáo khoa và qua thực tế cuộc sống hiện nay em có nhận xét gì về chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam và trong thời gian qua thì nước ta đã đạt được những cái thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân để trả lời câu hỏi này thì các em quan sát một cái bảng số liệu sau đây à, bảng số liệu À, này thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ để ý những cái tiêu chí nào nè. Thứ nhất là cái thứ bậc à, trên thế giới về chỉ số phát triển của con người à, ở Việt Nam chúng ta là à, 113 đứng vị trí 113 trên à, 200 quốc gia và đến năm 2017 là đứng à, vị trí là 116 à, trên 200 quốc gia. Ha. Và chúng ta nhìn kỹ ở đây nè. Cái um, tiêu chí là thu nhập quốc dân trên đầu người nè Thu nhập quốc dân trên đầu người năm 2010 à, chúng ta thấy là à, 1 triệu 387 000 đồng Nhưng mà à, đến năm 2017 thì à, là 3 triệu 098 000 đồng Như vậy thì chúng ta thấy cái thu nhập bình quân đầu người của nước ta tăng lên nè À, tăng lên rất là rõ rệt rồi cái số năm đi học trung bình là từ 5,5 nè tăng lên đến 8,6 phần à, trăm tỷ lệ người biết người lớn biết chữ á, năm 1999 là 90,3 phần trăm nhưng lên đến năm 2017 đạt cái con số là 95,7 phần trăm và một cái tiêu chí nữa đó là cái tỷ lệ dân sống dưới chuẩn quốc gia nè, năm 2010 là 20,7% nhưng đến năm 2017 thì chúng ta thấy con số này nó giảm xuống còn có 8 có 9,8% thôi. À, như vậy thì qua cái bản à, chỉ tiêu à, về phát triển con người của nước ta từ năm 2010 đến 2017 thì chúng ta rút ra một cái kết luận là trong thời gian qua thì đời sống của người dân Việt Nam đã và đang được cải thiện dần à, về thu nhập, về y tế, về giáo dục, à, về à, những cái phúc lợi xã hội vân vân và những cái thành tựu đáng kể à, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đó là cái tỷ lệ người biết chữ như khi nãy cô nói là năm 1999 là 90,3% đến năm 2017 là 95,7% nè và cái mức thu nhập bình quân đầu người cũng tăng lên rất là đáng kể và bên cạnh đó thì cái tỷ lệ tử vong cũng như là suy si dinh dưỡng của các em càng ngày càng giảm đó chính là những cái thành tựu mà chúng ta đã đạt được. Tuy nhiên, về cái chất lượng cuộc sống của người dân ở nước ta, chúng ta quan sát qua một số hình ảnh tiêu biểu nè. Đây là những cái hình ảnh của thành thị và những cái hình ảnh của vùng nông thôn nè. Thì chúng ta thấy cái chất lượng cuộc sống của người dân ở vùng nông thôn cũng như thành thị có khác nhau không các em? Có sự khác nhau Có sự chênh lệch khá lớn Giữa thành thị và nông thôn Giữa các tầng lớp dân cư Trong xã hội Như vậy thì chúng ta thấy là Việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Trên mọi miền đất nước Đang là cái nhiệm vụ Quan trọng hàng đầu trong chiến lược Phát triển con người Của thời kỳ công nghiệp quá hiện đại quá Ở Việt Nam chúng ta Như vậy là À, chúng ta mới vừa tìm hiểu về cái chất lượng cuộc sống à, của nước ta à, các em ghi cái nội dung à, phần thứ ba này vào trong bài như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về à, các cái vấn đề lao động và việc làm cũng như chất lượng à, cuộc sống à, của nước ta à, như vậy là nội dung bài học hôm nay đến đây là hết à, các em về nhà các em nhớ xem lại cái đoạn video clip của cô và các em ghi chép bài đầy đủ Sau đó các em xem trước nội dung bài 5 và nhớ học bài số 4 các em nha Cô chào các em, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau các em nha